Gia đình Thủy xin kính chào cả nhà nha. Hôm nay thì Tâm với Hậu, hôm qua thì mình đã đào cây dừa ra rồi, thì bứng cây dừa ra rồi, thì nay Tâm với Hậu cắt cái tàu hũ dừa để mình làm gỏi tép với thịt ba rọi mình luộc á, mình làm gỏi. Bây giờ hai đứa đang tiến hành đang làm cắt tàu hũ ra. Đây là mình cái máy cắt cây mà chế bằng máy điện nè bạn, là cái máy cắt gạch. Họ bán cái đầu lửa vậy, về mình gáp vô mình cắt. Thì sớm giờ Hậu gáp mới xong, hôm nay mình thẳng khai tương cái đầu hũ dừa luôn, cắt bằng điện. Cắt cái này tước đi. Cái này tước cho trống nương kia. Ở Tâm kia chưa chui, chui điện đó Tâm. Chui đi. Đó. Này chắc cũng chậm nữa, chứ không có lẹ đâu mà. Đó, đỡ hơn. Mình chặt tay. Phụ đó Tâm, phụ vịnh đầu á mới được. Không có, vịnh vậy anh Hậu em cắt. Được quá đó. Được quá nha. Có bà cái đó nó không có cắt được dính nó cắt. Có dao gọt không? Đè vô ra rồi nhìn nó hít lại rồi đó. Chính sợ. Chính sợ quá nó nặng. Giờ mình cắt cái đó, lấy cái này ra ha. Không, lấy cái này cắt ngang là chặn này đi. Tụi hủ không có già chứ đâu. Ừ, lên gan nó đi. Lấy cái non non trên đó. Nên nó già đó. Cho nhẹ dễ cắt hết nhớ cái gì không có dụi lỗ coi.
Cái sờ đó nó khó cắt rồi. Cọc nữa anh không? Để em cắt mút làm luôn thử coi. Rồi vậy cắt ha. Hết làm luôn. Sắp rồi đó, sắp đứt rồi đó. Tâm lại gõ nắm ra vị cho nó giãn ra đây. Cho nó hở ra. Rồi, rớt rồi, rớt rồi. Đó. Đó. Rồi. Đây có được cái tàu rồi. Rớt cái hì xuống này à. Đó. Rồi, lau đây nè Lâm. Lau đây cho nó sạch đi, mình ra luôn cái tàu hũ luôn. Hả, à, cắt cái kia. Để hậu gọc thì hậu lấy dao trẻ rồi gọc hai cắt này cắn bớt rồi cho nó hồi lại lên sạch đó mình gọc cắn từ đầu lên luôn anh hậu đó là chưa đó là tách ra chích tên đi chích tên. Vừa cái chót rồi nha, cái chót ăn được á. Lìa luôn hả vậy? Đó. Lột bằng này hay ha, hay hơn dao à.
ăn thôi nó say quá nghe. Giống như cầu hủ dừa mà đó là cầu hủ cao. Chút nữa là xong. Lên đây phụ bên đó coi sạch coi. Đó nó chặt được chưa ha, hay tách vậy nó thấy hơn phải không? Ừ, đứt luôn đi anh ơi. Ừ, nó đây. Đẹp lắm đấy. Chặt ngang đây trước, tách ra. Chặt ngang đây nè. Nó nắm nó xé ra. Đây là bông dừa đó mà. Đẹp chứ. Tâm ơi, coi nè Tâm. Đẹp chưa? Ờ, Tâm ơi. Chống ngược lại coi. Tâm. Ờ. Giống cái bông lúa hồi xưa nè. Bông dừa đó. Đây là trái dừa nè. Trái dừa nó nằm đây. Có chút gì nè. Đẹp quá. Bông dừa trắng. Để vô cho quy ảo chơi. Dính quá rồi. Đỡ ra đi. Dính đâu không có tay. Cái này dao chặt được chưa? Đi được không? Được qua chơi. Chưa còn còn dính anh ơi. Dính miếng này nè. Đi được không Quy? Quy nhát hơn Bảo. Từ từ đi đại không sao đâu. Bảo. Lấy cho ông vừa rồi Bảo. Đợi xích kia chơi coi. Đi vòng qua đây nè Út cắt không? Quy, Quy lại đây nè Quy. Đợi chơi bông dừa nè. Thấy đẹp không Quy? Đẹp không? Cái đó đẹp lắm á Thị, mà non quá. Cái này non, cái này ăn, cái này được.
Ờ mấy cái đó ăn ngon lắm á. Ừ, cái đó ăn được đó. Cha hả? Nhìn mặt. Nhìn xeo à. Cảy luôn. Cái dục này dục à. Cái dừa mà mới chặt ra xuống mình xay đậu hũ ăn ngọt hết ta. Còn mà để vài bữa nó sẽ tan lại. Ừ, cái đó mềm mới ăn được á. Ngon không? Ngon. Cái này chú Út dở ra có nữa nè. Nó kêu bằng lưỡi mèo. Có không ta? Có. Cái đó ngon lắm á. Đâu? Nó bảo. Nó mềm mới bảo. Ăn đây nè. Nè đây nè. Cá tẻm rồi đó. Nó non. Ăn đây, ăn đầu này nè, đầu này nè, đầu kia nó cứng, đầu này nè. Ừ. Ôi ngon quá. Lâu mới được dịp ăn lại cái củ hủ dừa. Cưng anh nay mấy năm rồi mới được xây củ hủ dừa Tâm. Lâu lắm rồi. Ừ, nhưng mà chơi thế còn, ra đây ăn từ hũ nè. Đây nào biết. Ăn út cái nè. Lấy cái đó đó. Rồi gọc cái nữa được rồi. Ừ, cũng mà nhẹ cho nó sát dữ luôn, đúng không? Rồi. Cái này quá ngon. Cái này quá. Dạ, cho ông bà. Ăn thấy cái đó, cái mềm ngon đó. Cái nào ngon quá ngon bà? Cái đó đó hả? Rồi, cái này nữa. Được rồi, được rồi. Em dựng lên, dựng đứng lên. Dựng đứng anh đẻo qua, do còn như chị hai em làm. Đúng rồi, đúng rồi. Tới rồi đấy. Gãi hả? Gãi rồi. Thôi, để rồi bánh luôn. Gãi, gãi. Ồ, cái đó là ngon nhất á. Cầm cái đó thì bự bá nữa. Ê, giờ đã, mình để vô mình chế biến rồi mà. Thịt thì tôi mình thấy luộc hết rồi phải không? Ừ, luộc rồi. Ờ. Đi vô nhà. Rồi, chị vô nha. Sau khi gọt cái bèo hủ là còn bà lớn vậy nè. Đó. Cái này là ăn được hết đó nha. Chỉ bỏ hút dưới đây, lấy hút từ cái mây tay thì chỉ nó lên. Đây nó mềm quá, mình để nó gãy, mình để cho mình coi thôi. À, dạ. Ở thì cắt miếng này. Cái miếng này, cái này là ngọt nhất rồi, cái đất nha. Đó, 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 rồi rồi. Đây giờ mình sắt làm gỏi thì mình múc một thao nửa thao nước. Mình bỏ vô đây tí xíu muối. Với dắt chừng hai trái cắt nha các bạn. Cho nó đừng có mình sắt cho nó đừng có đen. Ngon quá. Vừa mới mà nó ngọt ngay à. Rồi Hậu với Tâm mình đang cắt thêm cái còn lại thì mình qua đống hai cây dừa lắm. Vậy là giờ thử sắt. Sắt xong các bạn, xong rồi cái tới hồi này thủy tọn á, mình quay tiếp mà. Sắt lâu rồi. Cái này á chắc bỏ đó lại đi. Để nó gãy ra. Đậu hũ này mới ấy thì nó non ngon lắm, ngọt. Giờ mình sẽ làm gỏi á, làm gỏi mình phải sắt cộng dài dài ra cho nó ngon. Rồi chia làm hai đi. Đúng rồi, chắc phải cắt ngang lại. Mình đập nước đá
mình sắt xong mình đập nước đá nãy giờ cũng cỡ 15 phút nữa cho cái cọng tàu hũ đưa dừa nó giòn nè. Nó giòn nó cứng lại cái miếng tàu hũ lại làm gỏi nữa không? Nó lạnh lạnh ngắt. Vớt cho nó gáo nước cho mình làm nước nước mắm đặng trộn gỏi là được rồi. Rồi mình đã cắt nước tắc xong rồi, mình bỏ vô đây tỏi tỏi bầm nha. Còn ớt thì mấy đứa nhỏ ăn không được, thôi mình làm nước mắm sao á, mình chan nước mắm vô rồi mình ăn cay được. Còn hai đứa nhỏ này nó không ăn ớt được nha các bạn. Gỏi thì mình giờ mình bỏ đường. Chừng 4 muỗng đường đi. 4 đường nó ngon. Ừ. Để hết ăn ngon ngon. Làm một tí xíu nước mắm nha các bạn. Nửa muỗng muỗng nước mắm này. Một phộng. Ừ. Đó giỏi. Đây là hành phi mình đã phi sẵn mình để keo rồi. Vậy đều lên nha. Thơm quá. Thì thịt luộc với tép á, mình đã luộc xong mình sắp sẵn này thôi, mình trộn trộn cái đậu hũ mà mình bỏ thịt luộc với tép vô luôn nha các bạn. Rồi mình vớt đã gáo rồi, giờ mình bỏ vô như chảo rồi. Ôi, quên cái thao mà nó cái chảo. Cái đậu hũ này mình ngâm nước đá á, nó độ nó giòn đậu hũ lại, nó không có mềm. Ăn đi. Rồi giờ mình bỏ cái thịt luộc với tép nè. Ừ, quá ngon luôn Vy Bảo ơi. Rồi giờ mình bỏ nước làm gỏi vô nha. Mình trộn cho nhẹ cho nó cộng hũ dừa nó không có gãi. Ít sữa à. Ừ, sữa là hả không? Cắt bột. Bươi Quý Bảo hồi ăn mấy chén nè? Hai. Nổi không? Nổi. Nổi hả? Cái gì mình cũng không có ít làm ớt lắm nên mấy nó nhỏ nó chịu ăn, còn bỏ ớt vô nó cay lắm chịu. Giờ mình trộn gỏi xong rồi các bạn, bỏ ít ngò ý vô. Giờ mình sẽ xách cái dĩa nha các bạn, xách dĩa mình mới gắp đậu phộng lên nữa. Đậu phộng này mình rang sẵn để trong keo nè, nó còn đậu giòn ngon lắm. Rồi xong một dĩa gỏi, giờ mình dọn lên mình sẽ ăn kêu hậu đồ tâm đồ với mẹ đồ lên nha. Rồi Thủy mời cả nhà dùng gỏi ăn với bún nha. Thì con gấp nè. Bảo giỡn hơi, Bảo thì ngủ rồi. Tưa nó không uống tưa. Quy cũng ngủ rồi kìa.
Tâm với Hiền Hậu ăn gắt, nhiều vô nha. Em dạ. Ăn gắt cho thằng Tâm cái cục đỏ đó. Còn cái đó chút xíu em tán miệng sao? Có gì tán miệng ha, anh già tán miệng tới đi. Trái cây mà. Thưởng thức cây ngon không dừa của mình Tâm à. Để ra ngoài đi, cho chút dừa cho thằng Tâm. Ê Quy, con nãy con lấy nước tương Quy. Thịt rồi hả? Vi ăn nào được Vi? Thịt thơm. Vậy ha. Chị em vẫn gì nước mắm không? Ăn chờ anh Trang đợi học. Con Trang đã đi thôi. Nè, còn chén này tôi múc nước mắm ra vậy. Tâm. Cái hũ dừa này nãy con ngâm nước đá mẹ, nó giòn mẹ, Quy nó mượn rồi. Lâu lắm mới ăn tô hũ dừa hết mẹ. Nay nhờ bún dẫn từ cái từ dũng được em. Chứ cây dừa trồng tới mấy năm trời, để hưởng mười mấy năm mà để hưởng trái này đâu ai đúng cầu hủ. Chỉ có trường hợp mà người ta phá vườn á, người ta trồng chuyển đổi cây khác á thì mới có cầu hủ mà. Sao vậy nó gì củ hủ ăn sao ngon không? Ngon quá hè, ngọt có giòn, nãy đang sống thấy ngon rồi. Ngon, tàu hủ nó ngọt mà mình lấy cái non không á, nó ngọt mà nó non, nó độ béo cái tàu hủ. Quyên gấp thêm không? Mẹ gấp thêm nào gấp thêm cho mẹ. Không còn. Tâm gấp thêm nữa cưng. Dạ, con chưa hết. Gấp thêm tàu hủ cái gỏi nhiều lắm, còn nhiều lắm. Một cái tàu hủ mà tại nãy em cắt sắp chưa hết rồi mẹ. Còn hả? Ừ, còn á, mà còn có hai dĩa này ạ. Rồi. Quy nay là 9 tuổi. Mới ăn đậu hũ, cái đậu hũ đầu tiên á. Mới ăn đầu tiên á. Thôi. Mình ăn hết đi, mình cho anh hai hơi bụng bé. Còn có dĩa bự chán lắm hết kìa. Thôi cho em nhường anh hai lại cái dĩa cây bên kia kìa. Xúc xúc cho nó dính đầu phộng cho nó ngon.
này Vi đó giờ mới ăn mà ăn được nè. Máy gấp bún nhiều quá. Con cưng lên. Đi gói thì cũng rẻ tiền hết Tâm. Mình chạy con hủ nhà á, chứ mình mua cái con hủ là hết 100 mấy rồi một cái á. Ăn hay gì chiều rồi sao rồi sao Tâm ngon quá ngon quá. Thôi bữa nay Thủy quay lên cho các bạn thấy mình cách mà mình cắt tù hủ, mình xay tù hủ làm sao vậy, chứ mình lấy tù hủ mình làm gỏi cho cả nhà mình ăn luôn á. Thôi clip của Thủy đến đây đã hết, xin chào cả nhà và hẹn gặp lại các bạn nha. Xin chào.